Trung Chính Audio, tọa lạc tại số 30/88/61 đường Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, được khai trương vào tháng 11 năm 2019 với diện tích mặt bằng lên tới 1.500 m². Tại đây, chúng tôi trưng bày các sản phẩm mẫu của các thương hiệu âm thanh nổi tiếng trên thế giới. Phòng nghe thử âm thanh chuyên nghiệp rộng đến 150 m² và phòng thử âm thanh karaoke gia đình. Để đến với Trung Chính Audio, quý khách di chuyển theo hướng đi Giải Phóng, Giáp Bát. Qua hai điểm ga Giáp Bát và bến xe Giáp Bát, tiếp tục đi qua ngã ba giao cắt giữa Giải Phóng và Trương Định 500 m. Đến điểm quay đầu, quý khách rẽ trái quay lại đến số nhà 1143 Giải Phóng. Rẽ phải vào phố Thịnh Liệt đi thẳng 500 m. Qua tòa nhà Hồng Hà Tower đến ngã ba rẽ trái vào ngõ 88 Thịnh Liệt. Đi thêm 50 m có biển chỉ dẫn vào tòa nhà Trung Chính, quý khách rẽ phải và đi thẳng đến với Trung Chính Audio. Để biết thêm chi tiết vui lòng gọi 0904 382 858.